Đến nay, đời sống kinh tế xã hội của nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Tủa Chùa đã không ngừng được nâng cao. Từ thị trấn đến các bản vùng cao đã khoác lên mình một diện mạo mới. Là một trong những người dân đã gắn bó và sinh sống trên mảnh đất này gần 60 năm, ông Hoàng Xuân Bình đã cảm nhận rất rõ về sự đổi thay của huyện cũng như đời sống dân sinh của người dân nơi đây. Thì tôi thấy Tủa Chùa thay đổi, nhiều nét thay đổi, mới phát triển, kinh tế đời sống cũng được nâng lên do các dự án chương trình đưa vào. Hiện nay bà con trên Tủa Chùa là nói chung là đời sống là không phải lo đói nữa. Với nhiều người dân vùng sâu vùng xa khác trong tỉnh, mỗi lần đến trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, ai ai cũng đều có những cảm nhận rất rõ về sự đổi thay của thành phố cũng như của tỉnh. Đảng và nhà nước cũng rất quan tâm, thì hiện nay là bà con cũng phát triển kinh tế rất nhiều. Tôi cảm thấy là tỉnh Điện Biên thì nó cũng thay đổi rất nhiều và rất khang trang, rất đẹp. Không chỉ có người dân trong tỉnh, rất nhiều du khách khi đến với Điện Biên cũng thấy được bộ mặt đô thị và đời sống dân sinh của người dân Điện Biên đã thực sự đổi thay và phát triển. Tôi thấy ở trên này thấy là rất đẹp so với ngày xưa. Với sự thay đổi về hạ tầng của Điện Biên trong cái thời gian vừa rồi, thì đến Điện Biên thấy rất là khang trang, rất là nói chung là cũng là một thành phố rất là đầy đủ các cái tiện ích. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của Điện Biên đã không ngừng phát triển. Đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, Điện Biên đã có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể tính đến hết năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đã đạt 7,1%, đạt cao so với bình quân chung của cả nước. Nhiều dự án trọng điểm như cảng hàng không Điện Biên được đưa vào khai thác đã mở ra sự kết nối quan trọng giữa Điện Biên với các tỉnh thành lớn trong cả nước. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư ngày một thông thoáng, tạo thuận lợi cho nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển của Điện Biên là rất lớn và có sức hút đối với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Đây cũng là khát vọng mà Điện Biên đang hướng tới. Mà khát vọng của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới là phải khai thác được tối đa và có hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế là trên 10% như mục tiêu đã đặt ra, và chú trọng phát triển các lĩnh vực về văn hóa xã hội để đưa Điện Biên trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển khá và là trung tâm dịch vụ du lịch của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trên mọi phương diện, lĩnh vực, Điện Biên hôm nay đã thực sự chuyển mình, sớm trở thành một trong những tỉnh thành phát triển trong khu vực miền núi và Trung Du Bắc Bộ.